rồi bay nặng mức độ là có một cái đàn ruồi nó cứ như thế này, nó cứ xoay vòng cái này này, và khi mà trong bóng tối thì nó lóe như là chớp. Và lúc đầu bảo hôm nay không mưa không nắng tại sao lại có chớp, mà cứ nháy mắt cái nó cũng chớp. Hóa ra là đấy là ruồi bay rất là nặng rồi. Thế đến bảo bác Minh Châu thì bác bảo là rất đơn giản, tìm ở dưới bên dưới của cái ụ tròn của cái ngón chân cái này, bên dưới cái ụ tròn này, và tìm bắt đầu dây chỗ nào mà đau nhất thì chí vào đấy giữ 30 giây, chỗ nào đau nhất thì kêu nhá chị Phan nhá. Cái chỗ nào đau không? Đầu cháu ơi. Như chỗ nào? Đây. Tại sao phải biết chỗ này không? Nó sật một cái. Đây, bây giờ đau quá thì hít bằng mũi, thở ra bằng mồm nhá. Đây, chỗ này sật đây này. Đấy, sật đây nhá. Mình đi ra ngoài đi con. Sao lại thế nhỉ? Sao lại thế được? Đau không? Đau. Chân kia. Và sau đấy là vừa rồi là chồng tôi cũng bị. Suốt ngày cứ kêu là anh không nhìn thấy đâu, anh không đọc được đâu, mình cứ rùi, cứ nó rùi trước mắt. Mà ông ấy vốn không tin diện chẳng, cho nên tôi để kêu mấy ngày rồi mới làm. Làm cho ba lần nữa không hỏi nữa. Đến lúc hai hôm sau tôi hỏi lại, rùi của anh đâu rồi? Mày hết một tí. Mà hết móng tôm rồi, nó rùi đi hết. Em làm theo cách của thầy kỳ ấy, thầy. Nó có nhiều cách. Không đau bên này, không đau nữa. Cũng đau nhưng mà nó cứ đều đều, nó chưa chỗ nào đâu. Nó phải có cái chỗ chối lên cơ. Không, không có thì thôi. Tìm một chỗ thầy làm, nhưng không tìm một chỗ thì thôi. Ok nhá. Thế là xấu thế à? Vâng, có thế thôi. Nếu mà chị chưa hết thì chị lại làm tiếp cái chân bên đau. Có đây rồi bay đâu? Có đây rồi bay.